Tiếng gọi đêm khuya. Năm nay tôi 28 tuổi. Sau mấy năm yêu thương nồng thắm, ngày 28 tháng 5 năm 2011, tôi cùng người bạn trai cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ đến độ 22 giờ 5 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi. Tôi nghe xong đâm sợ vì thấy chuyện quá kỳ lạ nên cứ vặn hỏi mẹ. Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính, ảo giác gì chăng? Mẹ tôi khẳng định tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tên Oanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần thì mẹ để ý vì thấy chuyện này cứ tái diễn. Tính ra đã 3 tháng này rồi. Bây giờ tôi nhớ lại, thâm phục tính gan dạ của mẹ. Vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh, mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi. Nhưng khi bà vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22 giờ 5 phút là vang lên réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ mẹ phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó tôi vừa lo vừa sợ, cũng cho rằng có thể là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm. Chứ dưới bầu trời này sao lại có chuyện kỳ quái như thế được. Lòng đầy thắc mắc lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ. Tôi cũng muốn xác minh cho rõ thực hư nên quyết định tối đó ngủ lại nhà mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường, âm thanh tích tắc đều đều vang lên. Lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện. Đúng 22 giờ 5 phút thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi. Toàn thân tôi bỗng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buột miệng nói một câu: "Nghe không hả?" Đúng vậy, suốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thật. Thế ra trên thế gian này còn có cái gọi là quỷ kêu cửa. Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoàng cực kỳ. Nhưng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ, nói đúng hơn là không dám ngủ vì quá sợ. Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường, không dám chập mắt, sợ đến cực điểm. Quả tình việc xảy ra này tôi chưa từng nghe ai kể qua. Tôi bị cơn hoảng loạn vây khốn khiến tâm tư mệt nhừ. Quá nửa đêm tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi định tiến lại gần thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận. Cứ thế tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì. Trời sáng tôi đi tìm thầy nhờ xem thử. Họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là dường như kẻ này đến đòi mạng và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng đảm bảo an toàn. Ngoài ra thầy bảo tôi về nhà dùng 5 loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm ý như thầy bày nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi. Lúc này đã gần đến Tết Trung Thu. Thầy nói đến Trung Thu nếu như không nghe kêu tên nữa thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì. Chớp mắt đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung Thu. Ruột tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con hu hì nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình, không có bà tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại. Sáng đó tôi liên tục gọi điện hỏi thăm
xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi, hình như cô ta đối với tôi có mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình mách bảo cho địa chỉ nhà các thầy chuyên gỡ rối. Lúc này tôi rất hoang mang, thường tự vấn. Không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi, nếu quả có thì tôi biết phải làm sao đây. Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ mấy năm trước mình từng ghé một nữ sĩ có tài giải đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. Vì ghé cách đây đã lâu nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi 11 giờ trưa đi. Thế là qua 11 giờ tôi đúng hẹn tìm đến. Đến nơi tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà thông thoáng sạch sẽ, có thờ một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia, xin tạm gọi cô là Lan, đã kể ra một giai thoại thề nguyện ngàn năm giải mối nghi này cho tôi. Khi đó câu đầu tiên tôi hỏi là: mẹ tôi có bị nguy hiểm gì không? Bởi tôi lo nhất cho mẹ. Cô Lan đáp: không hề chí. Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi. Xin tóm tắt sơ lược như sau. Đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng. Người gọi tên tôi hàng đêm hiện thời, lúc đó mang thân nam làm tể tướng, tôi mang thân nữ là thê thiếp. Nhưng tôi lại giết chết phu quân, tạo thành nghiệt duyên oan trái đời thứ nhất. Đời thứ hai thuộc triều Đường, người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi dục giết chết ông chủ. Cho tới đời hiện tại này thì y là quỷ tìm đến đòi mạng tôi. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối cùng rất có ý ngẫm như: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cừu này. Cô Lan hỏi tôi: có muốn hóa giải không? Tôi vội gật đầu. Vâng lời cô, trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều, nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ Tát. Tôi không ngăn được xả nước mắt, chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc. Cô gia hạn cho tôi 3 ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm 3000 câu A Di Đà Phật và tụng 2 bộ kinh sám hối. Còn đưa tôi 1 quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và Kinh Kim Cang. Hơn nữa còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A Di Đà Phật thì lệ tôi rơi đầm đìa, khóc nghẹn ngào. Sau đó cô Lan bảo: yên tâm đi, tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu. Tôi lúc đó trong lòng bán tín bán nghi, tuy có thành tâm nhưng lần đầu gặp việc như thế này, lòng đầy thắc mắc hoài nghi. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều. Tôi và các thân hữu vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu: chẳng biết có hiệu quả gì chăng, nhưng dù sao tao cũng không tin. Ngày lúc đó cô bạn nói như vậy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cừu này. Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ. Bất kể bạn tôi phê bình ngăn chế thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường, đã hứa thì phải làm. Ăn chiều xong, tôi đến chỗ mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ, thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tưởng. Bà nói mình sống hơn nửa đời, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi. Nhưng tôi vẫn phải làm, vì mẹ tôi buộc phải làm. Từ giá mẹ, tôi về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi, nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế. Vì vậy anh không bàn nhiều về chuyện này. Tối đó mình tôi ở nhà nhẩm đọc lại bài thơ cô Lan biên, rồi nhớ đến những câu chuyện tiền kiếp xa xưa ghi trong đó, không kiềm được lệ rơi tràn mặt. Tôi buồn bã vạn phần, thầm nghĩ: sao mình có thể tạo tội lớn như thế chứ?
Được mang thân người là rất khó, rất quý. Vậy mà tôi nhẫn tâm giết họ tới 2 lần, ra tay xảo ác quá. Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa cảnh tỉnh tôi. Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng mà lệ rơi đầm đìa. Sau đó tôi đến ở nhà mẹ 3 ngày. Trên đường đi miệng tôi không ngừng niệm Phật. Ở chỗ mẹ tôi lo tụng kinh sám hối, dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường tôi liên tục niệm Phật. Chẳng biết vì sao lòng cứ muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ đã thấy hơn 22:30. Hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya tôi ngủ thiếp đi, trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi, tỏ vẻ vui mừng hớn hở, ánh mắt nhìn như muốn nói làm rất tốt. Tôi trải qua một đêm an bình. Buổi sáng thức dậy tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối thấy mẹ lăng xăng làm việc, lòng tôi cảm giác rất hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh nên bảo mẹ hãy ngừng tay làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện gió thổi từng cơn rất lạnh, lạnh đến tôi nổi ốc, đổ mồ hôi khắp người. Tôi hỏi, mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Bà đáp, không có. Tay tôi lạnh cóng, tôi cảm giác như là khí âm đang ùa tới phủ khắp. Y đã đến bên cạnh tôi, hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa, nhất định mình sẽ niệm Phật tốt để cầu cho y được thoát ly khổ hải. Tôi xin y hãy tin tôi. Tôi vừa niệm Phật vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại. Buổi sáng thứ 3, đây là ngày cuối cùng, tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng 10 biến, chiều 2 biến, tối 2 biến. Suốt 3 ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng tôi cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đấy có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay. Tôi nghĩ mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương. Thế là tối đó tôi tụng 5 biến kinh. Đêm đó tôi ngủ rất an. Có một việc tôi quên kể là vào buổi chiều ngày thứ 2 đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý, rất thèm nghe nhạc niệm A-di-đà Phật, liền lên mạng tìm. Tôi ngồi trước máy vi tính yên lặng, lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt, vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối. Lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra trên màn hình máy vi tính đang rung động dữ, còn tôi thì lệ rơi đầm đìa. Ngay lúc này trong máy bỗng hiện ra một cảnh tượng. Tôi đang cầm 2 loại trái cây gồm chuối và nho đi đến nhà cô Lan. Tôi không hiểu điều này là sao nên không để ý lắm. Sự việc cuối cùng được giải quyết xong. Ngày thứ 3, quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ kêu réo. Lòng đầy tri ân nên ngày 14 âm lịch tôi bèn đi mua nho, chuối đem đến cảm tạ cô Lan, giống như cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua. Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật. Lúc lễ ngài, lòng tôi cực kỳ xúc động. Xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. Chiều 14 âm lịch, tôi và ông xã đi thăm mẹ. Chồng tôi mua thịt lừa ăn. Bình thường tôi rất thích mà có thể ăn 7-8 miếng. Nhưng hôm đó mới ăn tới miếng thứ 4 thì tôi không ăn nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau, khiến tôi nôn mửa dữ dội. Khi ấy tôi nghĩ, chết rồi, chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì chăng? Hôm sau là Tết Trung Thu rằm tháng 8, tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng. Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút nhìn không thấy đáy. Trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng. Người cứ sống như thế này thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Người hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy. Trời chưa sáng hẳn, liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng nhìn thân niệm thầm A-di-đà Phật, cầu xin ngài ban cho con đáp án. Giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư?
Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi. Trong mộng thấy hiện ra một câu thơ. Ngay khi thức dậy, tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết, chỉ nhớ rõ bốn từ: ăn, chay, niệm, Phật. Sáng ra đúng rằm Trung Thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc và không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt. Mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân. Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu, tôi không thèm chút nào. Cứ thế, tôi ăn chay luôn đến bây giờ mà không hề thèm mặn. Gia trạch dần bình an, tâm tư mẹ tôi cũng tốt lên. Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ mỗi khi lên sân thượng, lòng đã có chút sợ. Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật. Bà nói, bây giờ tâm tư bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng đối với việc ăn chay niệm Phật của tôi cũng không phản đối. Anh chỉ cần tôi bình an, không sao là được. Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến nay, thời gian đã hơn một tháng. Trước đây, nhân vì tôi bị oan gia đòi nợ mà tinh tấn tu. Gần đây, nhờ nghe giảng Phật Pháp thường, lòng xúc động, lệ tuôn, không kìm được. Tôi là một người tuổi trẻ, sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay. Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những liên quan giữa con người với nhau, cũng thấy mạng sống, thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật Pháp có uy lực rất lớn, không thể nghĩ lường. Việc này khiến tôi xúc động thâm thía. Tôi tin sâu nhân quả báo ứng. Sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình. Sống phải hiếu kính cha mẹ, phàm làm việc gì cũng phải có ích cho người và cho mình. Đối với việc học Phật, tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục, bền chí suốt thời gian dài. Bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật. Thu Anh. Lời người dịch. Trong kinh Địa Tạng phẩm 6 có ghi: Phật dạy: Này Phổ Quảng, nếu đời vị lai, nếu có những chúng sinh hay nằm mộng thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hái hùng hoặc hình bóng khác, họ buồn bã, khóc lóc, rầu rĩ, than thở, vân vân, đó đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi ác đạo. Vì vậy, ông nên dùng thần lực khiến các người gặp quái cảnh kia đối trước tượng của chư Phật, Bồ Tát, chí tâm tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc bảy biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc của họ dù đang bị ở trong ác đạo, khi nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, không còn hiện về trong mộng nữa. Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng gọi ban đêm này. Vì mãi băn khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện. Thì chợt nghe tin một người thân của bạn tôi bị tai nạn đột tử, chỉ lìa đời khi tuổi còn rất trẻ, và bỏ lại đứa con còn thơ bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên con thảm thiết. Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vì vậy mà tôi đã tự tin và an lòng giảng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn đọc. Còn dưới đây là câu chuyện tự thuật của một nhà thông linh. Ngài Tuyên Hóa thường nói: Một thông, tất cả thông, đạt đạo tức thông linh. Từ thông linh trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu, bị phần âm theo gá dựa, hoặc kẻ có sức tự chủ yếu, thường xuyên thấy ma quỷ, mà người bình thường dương khí mạnh không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vì có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình
giúp thế nhân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ chân chính. Vài nét giới thiệu về vua tiên tri họ Liên. Ông là người Đài Loan, nổi danh là nhà xem số mệnh đại tài, có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến. Mà vì Liên sinh giao tiếp có tên là Thần Phúc Lộc. Trong quá trình làm việc, càng hiểu nhân quả, ông càng kính ngưỡng Phật giáo và phát tâm quy y, thể nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện. Sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông. Thần Phúc Lộc. Các bạn chẳng nên than oán là số mình không may. Bởi thực ra, khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nghĩa là bạn vốn có thể đạt được, hưởng được rất nhiều phúc lộc tuyệt hảo tối ưu. Nhưng chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tàn phá phúc báo của mình bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận số long đong, bất như ý cho mình. Bạn đừng vội cho lý luận này là mê tín. Cuộc sống quả thực có số mệnh, dù số mệnh này do ta tạo ra và chính nó lại đeo theo, trói lấy ta. Nhưng số mệnh vẫn có thể chuyển tùy theo nghiệp tạo thiện ác của mình. Những người sự nghiệp thành đạt, được đại phú quý đều tin vào lý này. Sống mà thiếu trí tuệ thì rất dễ khốn đốn bần hàn. Khi nghe tôi nói vậy, xin bạn đừng vội buông lời miệt thị cho là mê tín, mà hãy chịu khó động não suy gẫm để hiểu cho rõ ngọn nguồn. Hoặc hãy đích thân tự thí nghiệm thử xem sao, rồi hãng đưa ra kết luận. Tôi xin thưa với bạn là những cảm nhận thấy biết thuộc các giác quan con người vốn không đáng tin, bởi ta rất thường bị chúng lừa. Xin hãy nghĩ xem, mắt người có thể nhìn được mấy phần trăm ánh sáng trong tổng số ánh sáng hiện hữu? Tai ta có thể nghe mấy phần âm thanh trong tổng số âm thanh hiện hữu? Mũi có thể ngửi được mấy phần trăm mùi vị trong thế giới? Lưỡi có thể nếm mấy phần trăm trong tổng loài vị? Ta có thể cảm xúc được vật, nhưng đạt được mấy phần trăm trong tổng số vạn vật? Chẳng lẽ hễ những gì giác quan ta cảm nhận không đến, không thấu, nghĩa là nhìn, nghe, nếm, chạm, sờ không tới, thì cứ quả quyết là không có tồn tại ư? Một, thời gian còn trong quân ngũ. Hồi đó tôi gia nhập đội quân đo lường năm 802. Khi ấy phó đoàn trưởng là Ngụy Thanh Bình, tay cầm một sấp tiền, bảo tôi phải trả lời ngay là ông đang cầm bao nhiêu. Tôi đáp 14 sấp. Ngay chính ông cũng không biết rõ mình đang cầm bao nhiêu, nên khi nghe tôi trả lời, ông bèn đếm thử và trợn tròn mắt ngạc nhiên vì kết quả đúng y như vậy. Việc này đã khiến cái đầu vô thần của ông mềm đi. Từ đó ông quy Phật giáo, phát tâm niệm Phật tụng kinh. Có một vị ăn nói cứng cỏi, đanh thép, tôi gọi là ông miệng sắt, vì ông hay nhạo báng, cười chê khi thấy mọi người tin việc dự đoán của tôi. Một hôm ông đến chỗ tôi, nói huyên thuyên trên trời dưới đất một hồi rồi hỏi: anh có thể đoán xem đêm qua tôi đã làm gì hay không? Tôi đáp: đánh mặt trược. Vì miệng sắt này ngây người một lúc, hầu như không dám tin vì sao lại quá đúng như thế. Ông bảo: đúng là tôi đánh mặt trược, nhưng anh có thể đoán tôi thua thắng bao nhiêu không? Đây là một thách thức lớn, mọi người đều nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi đáp: thua 880 đồng. Ông miệng sắt kêu to: đúng, 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 quả nhiên đoán giỏi như thần, thật khiến người ta không dám tin. Trong thiên hạ sao lại có việc này được chứ? Rồi ông miệng sắt kể: nguyên là tôi chỉ thua 800 đồng, thua rồi thì thôi, tôi đang sửa soạn về thì người bạn ngồi gần ngỏ ý cho tôi vay 80 đồng. Tôi nghĩ thầm,
Mượn 80 đồng này biết đâu có thể gỡ gạc được. Kết quả cũng thua luôn, vừa đúng 880 đồng. Chuyện là như vậy đó. 2. Tiên tri là bị bợm. Có một thanh niên trẻ không tin việc tiên đoán, bị người nhà lôi đến chỗ tôi. Anh ngồi thu lu trong một góc, căn bản là chẳng muốn hỏi gì. Người nhà thúc giục, anh la to: những kẻ bói toán tiên tri này nọ đều là gạt người, hơi đâu mà tin bọn thuật sĩ giang hồ chuyên lừa gạt. Tất cả đều là hạng bị bợm cả. Tôi thản nhiên bảo anh: trong thế giới này có thật có giả, những hạng bịp lừa đúng là có rất nhiều. Sao anh không chịu dùng trí tuệ thử động não để phân biệt xem ai giả ai thật chứ hả? Anh đáp: tôi mặc kệ, dù sao bạn cũng chỉ là kẻ lừa gạt mà thôi. Tôi bảo: tôi biết rõ những việc của anh đấy. Tôi không tin, anh ta thẳng thừng đáp. Tôi mỉm cười nói: hôm qua anh bị té xe, chân phải bị thương chảy máu, đúng không? Anh tròn mắt ngạc nhiên nói: tôi chưa kể cho bất kỳ ai, ngay cả người thân cũng không hay, chỉ có mình tôi biết thôi. Bà làm sao mà rành vậy? Rồi anh vén quần lên chìa vết thương cho mọi người xem. Chân phải anh quả nhiên bị thương, máu đã khô. Những chuyện tiên đoán linh nghiệm tính ra có rất nhiều, nhưng cũng có nhiều chuyện không linh. Vì sao lại không linh? Xin hãy nghe tôi kể. Và quan lớn họ Đặng. Có một quan lớn họ Đặng muốn ra ứng cử bộ trưởng, còn có ba người nữa họ Triệu, Trần, Lương cùng tranh chức này. Ông Đặng hỏi tôi: ta có thể đắc cử bộ trưởng chăng? Tôi đáp: có thể. Được khoảng nửa năm, vị đắc cử chức bộ trưởng không phải họ Đặng mà là họ Trần. Ông Đặng nổi giận tìm đến chất vấn tôi, trách vì sao ban sơ nói là ông có thể làm bộ trưởng, nhưng tại sao nay lại không đúng? Anh bói toán kiểu gì thế hả? Căn bản là có linh hay không hả? Chẳng phải là đang lừa người hay sao? Anh giải thích xem. Ông họ Đặng cáu kỉnh nói. Tôi đỏ mặt tiết tai không đáp được lời nào. Ông Đặng lại hỏi: chẳng phải anh từng tiên đoán là tôi được hay sao? Thế này là thế nào? Tôi đành đáp: thực sự là lúc trước tôi nghe thần Phúc Lộc xác nhận vậy. Ông ta bảo sao thì tôi truyền đạt y như thế. Thần Phúc Lộc ư? Vậy thần Phúc Lộc ở đâu? Thần Phúc Lộc là vô hình, ông chuyên coi về phúc lộc của con người. Tôi thấy và giao tiếp được, nhưng ông thì không thể. Đúng là nói bá sảm bá láp. Ông Đặng vừa miệt thị vừa lộ vẻ bất mãn cực độ. Ngày lúc tôi bị người chất vấn mắng như thế, bạn có thể tưởng tượng ra thảm cảnh này. Khi đó tôi cực kỳ lúng túng, hoàn toàn mất tinh thần, chỉ biết im lặng ngó lên không, kêu trời một mình. Nhưng bỗng một luồng sáng chiếu vào mắt tôi, thần Phúc Lộc đã xuất hiện. Ông nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, viết ra một chữ dâm. Cuối cùng chữ dâm này còn ghi ngày tháng phạm tội rất rõ. Tôi liền bảo họ Đặng: thất cử là do ông phạm giới dâm. Ông Đặng đáp: không có. Đúng ngày tháng đó mà. Ông Đặng quả quyết: không có thật mà. Tôi ngẩn người, rõ ràng thần Phúc Lộc đã viết chữ dâm, còn ghi rõ mồn một ngày tháng phạm lỗi. Chỉ thị hết sức rõ ràng, sao lại không có được? Tôi chẳng tin bèn bảo: ông nghĩ kỹ lại xem. Ông Đặng ngẫm nghĩ, bấm tay tính toán ngày tháng một hồi, cuối cùng vẫn đáp: không có mà. Lúc này thần Phúc Lộc bèn giải thích cho tôi hiểu. Đặng đúng vào ngày tháng đó đã nhìn trộm cô láng giềng tắm. Tôi nghe thần Phúc Lộc kể tội dình xem khuê nữ tắm, trong bụng mắc cười quá mà không dám cười. Tôi bảo Đặng: chẳng phải lỗi tư thông hành lạc mà lại nhìn trộm cô láng giềng tắm. Ông Đặng vừa nghe ngây người một lúc,
không nói năng gì. Sau đó Sẻn Lèn cúi đầu bỏ đi. Theo tôi được biết, tình huống ông Đặng phạm lỗi là thế này. Đúng ra là ông Đặng đáng được làm bộ trưởng, nhưng khoảng mấy tháng trước có một cô gái rời đến cạnh nhà ông Đặng. Cô này trông rất xinh đẹp, cao ráo mỹ miều. Ông Đặng thấy vậy để ý dòm hoài. Nhà ông Đặng có cửa sổ đối diện với nhà tắm của cô. Ngày tháng đó cô láng giềng vào nhà tắm, quên kéo rèm che cửa sổ nên bị ông Đặng thấy được. Ông bèn đi lấy ống nhòm cầm lên ngắm cô từ đầu tới chân, từ chân tới đầu. Lòng cực kỳ hưng phấn, miệng cứ hít hòa suýt xoa, luôn lẩm bẩm ước ao. Giá như mà được cùng em này qua đêm một lần thì đúng là không uổng phí cuộc đời. Khi đó ông Đặng mắt nhìn tâm tưởng, lòng khởi đầy niệm tà. Thần Phúc Lộc nói, mặc dù ông Đặng chưa có hành vi cấu thành tội với cô láng giềng, nhưng lỡ như thấy cô tắm là người đàng hoàng thì phải lo mà tránh đi. Đằng này chẳng những ông Đặng không tránh mà còn cầm viễn vọng kính lên nhìn, xăm soi tỉ mỉ từ đầu tới chân. Không những mắt động, tâm động mà ý dâm phát khởi mạnh. Tuy không dẫn đến hành vi tư thông cùng người, nhưng cũng bị xem như phạm giới dâm, vì vậy mà bị mất lộc vị. Hãy nhắn ông ta cần phải tô bồi đức hạnh, tu sửa khoảng 6 năm nữa mới có thể ra làm bộ trưởng. 4. Ngài Trung tướng. Lần nọ Trung tướng Lữ Cố đến tìm tôi, nói: Liên sư phụ, nghe thầy tiên đoán rất tài nên hôm nay tôi đến thỉnh ý. Tôi nhớ hồi đó cha mẹ tôi có đi hỏi Diệp sư phụ, cũng là vua thần toán, nổi danh tiên tri không hề sai, nhờ xem vận mệnh cho tôi. Ông Diệp nói tôi 18 tuổi đầu tù khoa toàn quốc, sau đó đi lính được tuyển vào viện nghiên cứu. 27 tuổi thì lấy bằng tiến sĩ rồi đi Mỹ 3 năm, lấy thêm được cái bằng tiến sĩ khác nữa. Đến 53 tuổi thì tôi thăng quan làm thượng tướng. Lữ Cố kể thêm: Vì họ Diệp này không như các thầy khác, ai muốn ông bói vận mệnh cho phải trả giá rất cao, lại còn phải xếp hàng hẹn trước. Nếu tùy tiện đến đại thì ông không thèm xem đâu, mà người nào mệnh nhỏ ông cũng không xem. Ông Diệp coi cho tôi vô cùng chuẩn xác. Đúng là năm 18 tuổi tôi chiếm giải thủ khoa toàn quốc, còn như đoán năm 27 tuổi lấy bằng tiến sĩ thì bị sai một chút, vì phải 2 năm sau, tới 29 tuổi tôi mới lấy bằng tiến sĩ. Còn vụ tiên tri tôi qua Mỹ 3 năm lấy bằng tiến sĩ khác nữa thì đúng chóc. Nhưng ông ta nói tôi 53 tuổi thăng quan làm thượng tướng lại bị sai, vì hiện nay tôi đã 56 tuổi mà vẫn còn làm trung tướng, chưa chạm đến chức thượng tướng được. Vậy nên tôi muốn nhờ Liên sư phụ xem dùm vì lý do nào mà tôi chưa thăng lên thượng tướng. Tôi dùng phương thức bói quẻ xem cho Lữ Cố. Tôi bắt ấn và niệm chú xong thì thần Phúc Lộc như vì sao nhỏ hiện ra, lớn dần và tỏa hào quang sáng chói. Tôi liền hỏi số mệnh cả đời ông Lữ. Thần Phúc Lộc đáp y chang như thầy Diệp đã đoán. Tôi thắc mắc, nhưng vì sao ông Lữ lấy bằng tiến sĩ bị chậm mất 2 năm? Thần Phúc Lộc giải thích: Lẽ ra ông Lữ có thể lấy bằng đúng như tiên đoán, nhưng hồi tuổi trẻ đó ông ta sau một chầu nhậu thì cùng bạn bè dẫn nhau đến ký viện mua vui. Nghe bạn bè dốc xuôi, ông cũng muốn chứng tỏ mình là tay dũng cảm, chịu chơi, nên đã ngủ với gái thanh lâu. Vì lỗi này mà công danh bị chậm lại 2 năm. Tôi hỏi, vì sao như thế? Thần Phúc Lộc nói: Đừng đến gặp kỹ nữ thanh lâu, đừng tựa cổng giai nhân bán sắc. Phải biết quân tử luôn yêu quý thân mình, luôn gìn giữ đức hạnh mình sáng trong như ngọc, nên rất sợ, rất kỵ mấy chuyện bậy bạ này. Ông Lữ do không hiểu biết nên cam đọa lạc, tự làm cho phẩm hạnh mình bị tì vết, khiến đời bị nhiễm mô. Bởi cách sống sai lầm nên ông bị phá tài hại thân, tình dục sa đà, không những gây nhiễm bệnh lậu mà còn chiêu họa lớn. Thần Phúc Lộc còn giải thích thêm: Lấy bằng chậm 2 năm chỉ là trừng phạt nhỏ, bị nhiễm bệnh độc ắt phải chết.
lãnh bằng tiến sĩ rồi tiến sĩ nữa, nhưng sau này sẽ thành tiến tử. Tôi thụt lưỡi hết nói năng, lại hỏi thần Phúc Lộc. Lữ Cố đúng ra 53 tuổi thăng làm thượng tướng, nhưng vì sao đến giờ đã 56 tuổi vẫn còn làm trung tướng? Ông ta chưa được thăng quan là do đâu? Thần Phúc Lộc im lặng viết ra hai chữ Mạc Thư. Tôi ngơ ngác hỏi, Mạc Thư là ý gì vậy? Thần Phúc Lộc đáp, là tên người. Người này có liên hệ với ông Lữ ư? Tất nhiên. Thần Phúc Lộc nói, số mệnh Lữ Cố vốn rất tốt, ông là bậc kỳ tài trong thế gian, văn võ kiêm ưu. Nhưng đáng tiếc, thời trai trẻ phạm lỗi ngủ với kỹ nữ đã khiến công danh bị chậm lại 2 năm. Đây chỉ là trừng phạt nhỏ thôi. Sau thời trung niên, ông lại không biết hối lỗi sửa đổi, lại khởi tâm tà, ưa nam sắc, sinh tâm đồng tính luyến ái cùng một nam nhân tên Mạc Thư. Người này tuấn tú tài hoa, khôi ngô phong nhã, là thuộc hạ dưới quyền ông. Lữ Cố ở chung với Mạc Thư tính đến nay đã 8 năm. Phạm lỗi này, hắn còn giữ được chức quan trung tướng là may lắm rồi. Há còn có thể mơ làm thượng tướng được ư? Hắn chỉ biết ham cầu lộc vị cho mình, hoàn toàn chẳng hiểu rõ nghiệp chướng mình đang tạo. Phải biết là người có phúc nhiều mà phạm dâm tà thì bị giảm quyền lộc, còn người phúc ít không có lộc quyền để sạt thì bị giảm thọ. Tôi hỏi, thế tương lai Lữ Cố ra sao? Sẽ ứng vào con cháu hắn. Như vậy nghĩa là sao? Bị tuyệt tử chết yểu. Thần Phúc Lộc đáp, nhưng ai làm nấy chịu, vì sao con cháu phải gánh? Đây là đồng nghiệp chiêu cảm, trả tích phúc cũng là bồi thêm cho mình và con mà. Tôi nghe xong rất kinh hãi. Trước tiên tôi chỉ kể cho Lữ Cố nghe lý do vì sao ông ấy lấy bằng bị chậm 2 năm. Lữ Cố nói, có việc này, hồi trẻ chơi với bạn bè bị họ rủ dê nên cùng đi mua vui, không ngờ bị chiêu hậu quả xấu như vậy, đúng là ngoài sức tưởng. Tôi lại giải thích vì sao ông không thể làm thượng tướng. Tôi viết lý do bằng 2 chữ Mạc Thư. Ông vừa xem qua liền cúi đầu im lặng không nói gì. Tôi hỏi, có việc này chăng? Ông gật đầu đáp, có. Rồi Lữ Cố đứng dậy bảo tôi, Liên sinh, ông quả là vua tiên tri, đoán việc như thần. Cuối cùng thì tôi cũng minh bạch, số mệnh con người tuy được định sẵn nhưng có thể biến đổi. Biến đổi tới lui, tất cả đều do tâm tạo ra thôi. Nói rất hay, hy vọng ông tự hiểu, từ nay lo sửa mình cho tốt để tránh không bị quả báo xấu. Lúc Lữ Cố đi, tôi đưa ông một tờ giấy ghi mấy câu nhắc nhở. Phu thê nam nữ ở chung, đó là đúng lẽ, chẳng dung sai lầm. Hành tà chiêu hại sâu thâm, tà người đều tổn, mất luôn lộc quyền. Tử tôn bị tuyệt đáp phiền, tiền tài táng thất, muôn niên kho sầu. Dừng chân tỉnh giác mau mau, tránh cho con trẻ lâm vào nạn tai. Làm người nên sống thẳng ngay, báo ứng nhân quả không sai, rõ ràng. Sau đó không bao lâu thì đứa con trai duy nhất của Lữ Cố bị xe tông chết. Phần ông cũng bị thảm nạn, đúng là tuyệt tử như đã đoán. 5. Giám đốc Viên Mậu. Viên Mậu là giám đốc một xưởng kim loại. Hồi xưa khi ông hỏi đến số mệnh, thần Phúc Lộc đáp, 15 năm sau ông sẽ thành đại phú thương. Kết quả, hơn 10 năm sau, Viên Mậu làm ăn thua lỗ phải đóng cửa, do vay vốn quá nhiều, nợ nần chồng chất, ông phải bôn đào ra nước ngoài trốn nợ. Từ đó lưu vong sống tha hương, chẳng trở về nước. Viên Mậu ở ngoại quốc rất gian khổ, ông buôn bán nhỏ, thu nhập rất ít, phải xin làm thợ xây dựng. Vốn từng là giám đốc hãng xưởng, nay phải bỏ lên tuột xuống trên mái nhà người ta. Do không giỏi tay nghề nên bị đuổi việc. Viên Mậu bèn xin làm công trong nhà bếp,
xuống tạm qua ngày. Sau đó, Viên Mậu hay tin tôi đã định cư nơi hải ngoại, bèn đi theo xe hàng đến tìm tôi. Ông ở trên xe hàng lắc lư suốt 3 ngày, 2 đêm mới tới chỗ tôi. Buổi sáng gặp ông, tôi giật nảy mình. Viên Mậu ngày xưa vẫn âu phục sang trọng, đầu trải láng mướt, ra khỏi nhà ngồi xe hơi sang bóng, qua tài xế cùng bí thư theo hộ tống. Nhưng Viên Mậu bây giờ, đầu mới tiêu, mặt đầy nếp nhăn, dầu dãi phong trần, lếch thếch lôi thôi, dáng khắc khổ, bộ dạng chán trường, thất trí, thiểu não đến tội nghiệp. Tôi mời ông vào nhà, rót trà mời, đãi điểm tâm, ngó bộ ông chưa ăn gì. Viên Mậu hỏi: "Ông nói tôi 15 năm sau sẽ làm đại phú gia, là thời điểm này phải không?" "Thế đến giờ đã bao nhiêu năm rồi?" Viên Mậu đáp: "Vừa tròn 15 năm nè." Rồi ông chỉ trích thêm: "Rõ ràng là nói không đúng, đoán chẳng linh gì giáo." Tôi cứng họng, nói chẳng thành lời. Mặt Viên Mậu lộ vẻ uất ức khó chịu, hỏi: "Tại sao bói không đúng, nói không linh tinh như vậy hả?" "Đó là..." Viên Mậu kể lể: "Hồi xưa, thuở tôi còn làm giám đốc Huy Hoàng, cũng từng mời ông đến hãng tôi xem phong thủy, thiết kế, chỉnh sửa mọi chỗ tốt y như ông dạy. Cũng từng nhờ ông xem số cho, ông đã khẳng định là 15 năm sau, tôi nhất định đại phát tài, đạt đến thành công tuyệt đỉnh ở mức tối cao trong cuộc đời. Đến bây giờ là đúng 15 năm, chẳng thấy gì giáo, ngược lại còn thê thảm hơn. Ông trả lời sau đây hả?" Tôi toát mồ hôi đầy mình. Viên Mậu nói: "Hiện giờ tôi cùng đường rồi, ông bảo tôi phải làm sao đây? Để tôi xem lại cho ông thử nha." "Đoán xem nữa hả? Có xem ra cái quái gì đâu." Viên Mậu bốc hỏa nói. Tôi nhắm mắt lại, đột nhiên nhìn thấy thần Phúc Lộc, mỗi tay dắt một đứa nhỏ. Tôi hỏi: "Đứa nhỏ này là ai?" Thần Phúc Lộc đáp: "Là con Viên Mậu hết đấy." "À, hiểu rồi. Viên Mậu suốt hơn 10 năm nay sát sinh phá thai, cho nên mới có hai vong nhi này." Thế là tôi la lên: "Viên Mậu, ông phạm tội sát sinh, người tình của ông phá hai đứa trẻ." Viên Mậu đáp: "Đúng vậy, nhưng tội phá thai có nặng đến như vậy không hả?" Thần Phúc Lộc lại hiển thị, lắc đầu nhìn tôi. Ông đưa tay chỉ lên hư không. Trên hư không hiện ra một am thất, có một nữ tu xinh đẹp, yêu kiều bước ra, tay dắt hai đứa bé. Ngày đó tôi hoảng kinh vì hiểu hết nguyên nhân. Tôi nói: "Viên Mậu, ông gieo nhân đoạn thọ, phạm đại tội, làm ô nhục tu sĩ. Đây là lý do ông bị sạt phúc lộc và sa vào vận mạt cùng cực. Hai đứa bé là của cô đó sinh ra, đúng không?" Lúc này, Viên Mậu mặt mày xanh lét, xuất mồ hôi đầy mình, ấp a ấp úng: "Nhưng vị nữ tu đó cũng thích tôi mà." "Trời đất ơi!" Tôi thở dài. "Ông phải biết đây là điều đại cấm kỵ. Trong các tu viện đều có giới luật, có thần hộ pháp. Các tu sĩ là những vị đã phát nguyện lìa tục, sống đời tu hành thanh tịnh. Nếu như ông đến quyến rũ tu sĩ, tội ấy tăng thêm một bậc. Đó là do hành động không kiểm soát, dám khởi tà dục với nữ tu đến độ có hai con, còn cho phá giết chúng. Tội này lớn nặng như thế nào, ông lâm vào đường cùng như hiện nay, chính là do ông tự chuốc lấy đó." "Đúng vậy ư?" "Tất nhiên rồi," tôi đáp. "Vậy tôi phải làm sao?" "Phải phát thệ nghiêm trì dưới cấm của Phật, nguyện từ nay sửa lỗi đổi mới. Ông nên phát lộ lỗi mình ra hết trước Phật, thành tâm lấy sám hối thật nhiều. Và từ nay trở đi, mỗi khởi tâm động niệm phải cẩn thận răn rè, thề hoàn toàn không phạm đến tà dâm nữa. Phải vĩnh viễn đoạn tận cội rễ gốc tội,
hành xử luôn quang minh chính đại và thật sự bước vào con đường tu sửa đàng hoàng. Không chỉ có thế, sau này trong tâm phải luôn giữ thiện niệm, lúc nào cũng phải dùng miệng hoặc viết ra khuyên người thế tục chớ phạm tà dâm và tuyệt đối không được khởi ý tà với các tu sĩ. Kinh Phật dạy, người giữ giới không tà dâm, ngũ phúc tăng, không bị đọa vào ba nẻo ác. Ông phải nỗ lực sám hối, ăn chay trường, siêng tụng kinh hành thiện mới mong cứu chuộc và dứt trừ tội ác. Riêng đối với các tu sĩ phải hết lòng ủng hộ, hỗ trợ họ giữ gìn hành trinh khiết thanh tịnh. Bởi mục đích của người tu là đạt đạo, liễu sinh thoát tử. Trong bốn điều dặn về hành thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã đưa ra lời giáo huấn rất rõ ràng cho các tu sĩ. Nhất định phải cắt đứt, loại trừ tâm dâm. Đây là điều kiện tất yếu đầu tiên của người tu. Tâm dâm dứt khoát, không được lưu giữ. Vì nếu còn nuôi dưỡng tâm này thì ắt sẽ bị đọa lạc vào đường ma. Nếu ông hay bất kỳ ai khởi tâm tà muốn quấy phá tu sĩ thì đó là ma hành. Quả báo sau khi chết sẽ cực kỳ thảm khốc. Viên Mậu nghe xong hứa sẽ làm theo. Tôi tặng ông mấy câu thơ cảnh giác. Người đã tu hành xuất thế, nào dung vui hưởng ái tình, phá hoại giới hạnh người tu, chẳng để Phật gia thanh tịnh, mắt thần nhìn rõ tột cùng, nam nữ lén lút tư tình, ác báo kinh hoàng thảm khốc, màu màu tu sửa dứt sai. Tôi tiến Viên Mậu đi, tặng ông 2.000 đô la làm vốn, hy vọng từ đây quyết tâm tu, vĩnh viễn sửa lỗi đổi mới. Chuyện của Viên Mậu làm tôi nhớ đến bộ phim Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết, kể về mối tình của vị linh mục chân tu cùng với một thiếu nữ. Cô này đối với linh mục luôn khởi dục niệm và có tâm muốn chinh phục. Hiện nay, các phim ảnh, sách truyện, các dạng truyền thông rất khoái giao truyền những mối tình đạo đời ngang trái không thành, và cho đó là diễm tình rất ưa trình chiếu tài đăng quảng bá. Bất kể chuyện có thực hay không, đây là việc thương phong bại tục, đáng thẹn cho việc tu hành. Làm vậy rất có hại cho phong khí xã hội. Người tu nếu như phạm dâm, tính theo nhân quả, phải hiểu là trả quả rất thảm khốc, đáng sợ, vì đã hiểu pháp mà còn phạm. Riêng đối với người đời, trong Kinh Phật nói, người tạo dâm nghiệp sẽ bị báo ứng, vợ chồng không chung thủy, đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa tam ác đạo, thành súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, trăm ngàn vạn kiếp, không dễ thoát ra, chẳng được làm người nữa. Lời này chẳng phải là hù dọa, mà hoàn toàn có thật. Chẳng nói chi đến quả báo địa ngục xa xôi, chỉ tả về hoa báo thôi, thì ngay hiện đời, người phạm giới dâm phải mất địa vị, bại hoại danh dự, tiêu tan tài sản. Người háo dâm sẽ bị nhiều bệnh, dễ giả suy, không trường thọ, bị xã hội thóa mạ, oán thù kết sâu, cuối cùng thân bại danh liệt. Tôi chợt nghĩ đến các phụ nữ nam nhân đi quyến rũ các tu sĩ và mối tương giao lộn xộn, không lành giữa những người trong đạo hoặc giữa đạo và đời. Những chuyện tình không nên, không được phép, nhưng chẳng phải là không có. Đương nhiên, các tu sĩ là kẻ chưa đắc đạo, là người phàm, không phải thánh, ai mà không có lỗi. Nhưng xin nhắc các vị, nếu đã phát tâm tu, thân là người xuất gia, thì hãy dốc sức giữ giới như giữ mạng. Phải hiểu rõ lòng dâm mang đến quả báo thảm khốc khôn lường. Lỗi này tuyệt đối không nên xem thường, không thể coi là trò đùa, bướn chơi. Xin hãy ghi nhớ các câu chuyện thực tôi đã kể ra mà đề cao cảnh giác. Chư vị thường phải sám hối lỗi lầm, tinh tấn tu, nghiêm trì giới luật để cứu chuộc niệm sai, thì tội kia mới có thể đoạn trừ. Giới dâm là một trong bốn giới trọng của Phật. Các bậc thánh nhân hiền nhân đều sớm đã nhận ra thống khổ của dâm, nên mới từ bỏ khoái lạc thế tục để đạt đến cực lạc thanh tịnh. Đối với các sách thiện cùng với những kinh điển có ích cho nhân tâm thế đạo, cần nên tuyên dương ủng hộ, rộng truyền trong đời.
Phải hiểu rõ đuổi theo dục lạc thể xác là vô ích. Nếu phóng túng dầm dục sẽ đọa vào thống khổ tận cùng. Quý vị chớ nên đùa bỡn lao theo, cũng đừng mê cuồng ca ngợi. Giữ tâm hạnh trong sáng là góp phần giúp xã hội thiện lành, bình an. Phong khí nếu được giữ tốt thì lòng người sẽ thuần hậu. Mọi việc hãy đem thân làm gương, xin giữ mình trinh khiết, phẩm hạnh sáng trong như ngọc. Những việc có hại cho thân tâm tuyệt đối không làm. Hỏa hại khủng khiếp không gì bằng dâm mê, chẳng chứa niệm tà chính là tu thân. Liên sinh. Lời người dịch. Tôi rất thú vị khi mở đầu tác giả nói: thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nhưng chính do sự hiểu biết nhân quả quá kém nên ta đã vô tình tự tàn phá phúc báo của mình bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Ở Trung Hoa, các thầy đoán mạng xem tướng nhiều nhan nhản đầy dẫy. Tất nhiên là thực có, giả có, nhưng giả luôn nhiều hơn thật. Tuy vậy, chuyện bói đoán số mệnh ở Trung Hoa phổ thông tới nỗi người ta chỉ cần bỏ ra vài đồng là có thể xem hết vận mệnh cả đời. Khi dịch xong câu chuyện này, tôi đã băn khoăn, do dự rất nhiều vì không biết nên tung chuyện này ra hay gác lại. Bởi có vài tình tiết khiến tôi e ngại. Phật nói có sáu cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng ta chỉ thấy có hai cõi người và súc sinh thôi, nên bốn cõi còn lại hóa xa vời. Và trong nhân loại có một số ít nhìn thấu cõi vô hình, song thấy ma quỷ thì nhiều, nhưng ít kẻ thấy trời, rồng, địa ngục. Thần thuộc về cõi phi nhân, có thiện thần và ác thần. Thiện thần thường cổ suý điều lành, ủng hộ giới Phật chế. Ác thần thì đáp ứng ngũ dục và hay cổ suý phạm tà dục. Vì họ có tạo phúc, có tu nên cũng được làm thần. Có câu: Phật và ma cách nhau một sợi chỉ. Khoảng cách như vậy là quá gần nên rất dễ lạc. Chỉ cần khởi chút niệm bất chính là rơi ngay vào cõi tà. Ta thấy các vị trong chuyện họ có phúc báo nhiều, nhưng chỉ cần sơ suất phạm lỗi một chút là bị tổn đến không ngờ. Bản thân Viên Mậu phạm lỗi đã bị trừng phạt hiện thời, dù đó là hoa báo, mới ra hoa, chưa kết thành quả, cũng khiến ông tuột dốc thê thảm. Còn vị nữ tu phạm lỗi thì giải thích sau đây. Có thể nói rằng tà và chánh, Phật và ma khó phân, vì vậy mà người kém hiểu biết nhân quả, thiếu cẩn trọng, dù mà gặp Phật cũng dễ lạc lầm, biến thành đệ tử ma mà không hay. Nếu có lỗi mà biết nhận lỗi, thành tâm sám hối ăn năn, chịu nỗ lực tu bồi đức hạnh, dứt tuyệt không phạm nữa, thì tà có thể biến thành chánh. Trong những chùa xưa, thường có thờ hai vị thần gọi là ông thiện, ông ác. Ông ác mặt mày rất ghê, mắt trừng, lẻ lưỡi dài, nhưng vẫn được thờ là sao? Vì ông trừ tà giúp chánh, triệt ác trợ thiện. Tôi đã suy nghĩ hàng chục lần, đã phải tạm gác chuyện này lại, đắn đo ngót 3-4 tháng, rồi cuối cùng quyết định cho đăng với hy vọng biết đâu sẽ có nhiều người nhờ đọc nó mà kịp dừng cương trước vực thẳm, sẽ cẩn trọng giữ gìn đức hạnh tâm ý để tô bồi thêm phúc báo cho mình. Không phải đọc chuyện này xong thì bạn nghe ai xưng thần cũng nhắm mắt vạn tuế tung hô, mà phải động não, dùng trí kiểm xem lời họ nói có tương ứng với ngũ giới của Phật, có hợp với luật Phật đặt ra chăng. Vì giới luật Phật đặt ra không phải để tôn vinh Ngài, mà nhằm bảo vệ con người sống hạnh phúc, không phạm luật nhân quả, khỏi chiêu lấy thảm báo. Ông Liễu Phàm ngày xưa, khi nghe các thầy tướng tiên đoán vận mệnh mình quá xấu, ông đã quyết tâm sống thiện bồi đức để truyền số và chứng minh vận mệnh nằm trong tay mình. Câu chuyện này đọc xong, nếu bạn tỉnh giác giữ gìn thân khẩu ý, do lập hạnh bồi đức thì rất quý. Còn nếu cứ ngóng thần trông chờ ai đó phán dùm số mình ra sao để tin đại rồi buông xuôi, buồn vui theo lời thầy phán, thì đó là điều rất không nên.
cũng có kẻ xưng là tiên thánh, khoe có thần thông, nhưng thuộc hạng tà nhập xác. Như trong kinh Lăng Nghiêm mô tả, có tới 50 loại ngu ấm mà. Để phân biệt họ rất dễ, vì những hạng tà này thường ưa phỉ báng giới luật, ca ngợi ăn mặn, tà dục, mê đắm rượu thịt. Họ luôn đề cao bản ngã, tự cho mình đã chứng thánh, nhưng rất dễ nổi nóng, làm gì cũng nhắm vào mục đích gạt tiền kiếm lợi. Nhân vật liên sinh trong đây tâm tư hiền thiện, ông luôn nhắm vào việc giúp người tô bồi đức hạnh, thậm chí còn bỏ tiền ra giúp viên mẫu làm lại cuộc đời. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình hưởng thọ phú quý, phúc lộc quyền tột đỉnh, nhưng chỉ vì phạm lỗi sắc dục tà hành này mà sa vào lụn bại, bị đoạn thọ, gia phá nhân vong. Xin hãy thứ lỗi vì tôi đã dịch và cho đăng trung thực câu chuyện này mà không lược bỏ bất kỳ chi tiết nào. Mong rằng mọi người đều biết trân quý phúc báo hiện có và tự bảo vệ mình thật tốt, để phúc huệ ngày một tăng, phẩm hạnh càng thêm trong sáng.